Tăng cường các giải pháp xúc tiến thương mại quảng bá kết nối tiêu thụ nông sản nhất là các sản phẩm quả cho nông dân là nội dung được triển khai tại hội nghị giao ban giữa Thường trực huyện ủy Mai Sơn với các xã thị trấn. Hội nghị đã đánh giá trong tháng 5, huyện Mai Sơn đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, các hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp ổn định, tập trung giao trồng các cây nông nghiệp, thu hái và tiêu thụ sản phẩm quả, đặc biệt tham gia các hoạt động trong chuỗi sự kiện hội nghị thủ tướng chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam và festival trái cây sản phẩm mẫu của Việt Nam năm 2022. Kết quả Mai Sơn đạt giải nhất phần thi chế biến món ngon từ trái cây và giải nhì phần thi tạo hình nghệ thuật từ hoa và trái cây. Để đảm bảo thực hiện các chủ trương đã đề ra, huyện Mai Sơn tập trung phát triển trên 563 hecta vùng nguyên liệu cho trung tâm chế biến rau quả Doveco tăng cường các giải pháp xúc tiến thương mại, quảng bá kết nối tiêu thụ nông sản, nhất là các sản phẩm quả cho nông dân triển khai các, các biện pháp phòng chống thiên tai, phòng chống đuối nước cho trẻ em, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 thi chuyển cấp cho học sinh được an toàn hiệu quả.